Gồm có bốn chữ thuận buồm xuôi gió đã được chúng tôi thiếp vàng. Nhân lễ nghĩa chí tín đã được thiếp vàng. Cái này là phúc lộc tài như ý cũng thiếp vàng rất đẹp. Thêm một cái góc quay nữa là ở trong nhà. Trong nhà thì có một cái màu sắc lên điện thoại nó khác. Đây là phía sau của chiếc gốc lịch cũng đã được chúng tôi làm nhẵn nhụi, rạch sạch đẹp. Tổng thể bức tranh là một bức tranh thuận buồm xuôi gió và giữa thì gắn gốc lịch cỡ là 16 x 24, cỡ gốc lịch cũng tương đối lớn. Gốc lịch thuận buồm xuôi gió đục rất dày và đẹp, xuất sắc. Vì màu sắc ở điện thoại khi quay thì có lúc thì nó thật, lúc thì nó không, thì chúng tôi quay nhiều chỗ để cho quý vị xem. Cái màu sắc của nó nhìn mắt thường thì cam đoan quý vị là rất đẹp, không thể chê được. Chất liệu gỗ của chúng tôi là hương đá của Nam Phi và được sơn PU không màu để lộ vân gỗ nguyên bản. Hình ảnh video ở một cái góc độ khác để cho quý vị xem cho nó dễ.